thư mục vụ tháng 5. Anh chị em thân mến, cùng với giáo hội toàn cầu, giáo phận Long Xuyên bước vào tháng hoa tôn kính mẹ Maria trong bầu khí hướng về một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ. Theo chương trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16, giáo phận Long Xuyên đã bắt đầu giai đoạn 2, giai đoạn thỉnh ý hiệp hành. Chính vì thế, thư mục vụ lần này có chủ đề noi gương mẹ Maria, giáo phận Long Xuyên thỉnh ý hiệp hành. Trước hết, chúng ta cùng chiêm ngưỡng mẹ Maria sống tinh thần hiệp hành với giáo hội sơ khai được mô tả trong sách Công vụ Tông đồ. Ba ý tưởng sau đây khởi đi từ trình thuật giúp chúng ta suy tư và noi gương mẹ. Thứ nhất, Đức Mẹ hiện diện với cộng đoàn giáo hội sơ khai khi Chúa Giêsu đã về trời và Chúa Thánh Thần chưa hiện xuống. Đây là một cộng đoàn còn đang giữ những kỷ niệm rất đậm nét về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, đang sống niềm tin mãnh liệt Chúa đã phục sinh và đang nóng lòng chờ đợi Chúa Thánh Thần như lời hứa của Chúa phục sinh. Sự hiệp hành của mẹ Maria trong cộng đoàn mang ý nghĩa sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Giêsu vẫn là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giáo phận ý thức Đức Mẹ là mẹ chúng ta vẫn đang hiệp hành với chúng ta trong niềm tin Chúa Kitô phục sinh và trong niềm xác tín Chúa đang hiện diện, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thứ hai, Đức Mẹ hiện diện trong một cộng đoàn thang thỉnh ý hiệp hành. Thật vậy, cộng đoàn này đang quy tụ để gặp gỡ nhau để lắng nghe để cùng tìm ra ý Chúa, tìm ra ý Chúa để cùng nhau thực hiện. Đây là một cộng đoàn đang thỉnh ý hiệp hành trong cầu nguyện, suy tư Kinh Thánh để cùng nhau xây dựng và tổ chức cộng đoàn. Đây là sinh hoạt của một cộng đoàn. Sinh hoạt này đang thực hiện dưới sự điều hành của Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng. Giáo phận ý thức với sự hiệp hành của mẹ Maria, giáo phận luôn cầu xin ơn bình an và hiệp nhất như theo mô hình của giáo hội sơ khai. Các tín hữu chuyên cần lắng nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự nghi lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Thứ ba, Đức Mẹ hiện diện trong bầu khí cộng đoàn thỉnh ý hiệp hành để chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống theo lời hứa của Chúa Giêsu, để khởi đầu cho sinh hoạt loan báo tin mừng của giáo hội. Với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, cộng đoàn sơ khai bắt đầu thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Với sự hiệp hành của mẹ Maria, giáo phận mong ước trở thành một cộng đoàn tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ mà Chúa Kitô đã truyền cho giáo hội trước khi về trời. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Như vậy, có sự hiện hành của mẹ Maria, cộng đoàn sơ khai cùng chia sẻ và cùng tiến bước trên con đường Giêsu với năm yếu tố: niềm tin, cầu nguyện, lời Chúa, hiệp nhất và sứ vụ. Trong sinh hoạt hàng năm của giáo phận Long Xuyên có những cuộc hành hương tôn kính mẹ Maria. Ngày mùng 1 tháng 1 đầu năm dương lịch, giáo phận hành hương kính Đức Mẹ tại giáo xứ Hòn Trông, giáo hạt Hà Tiên.
Đây là ngày kính mẹ với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình, là bổn mạng của giáo phận. Trong dịp này, chúng ta xin Đức Mẹ hiệp hành với giáo hội trong năm mới dương lịch. Ngày mùng 10 Tết Nguyên Đán, giáo phận hành hương tôn kính Đức Mẹ tại giáo xứ Cồn Trên, giáo hạt Chợ Mới. Trong dịp này, chúng ta xin Đức Mẹ hiệp hành với dân tộc Việt Nam trong năm mới âm lịch. Ngày 13 tháng 5, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima năm 1917, giáo phận hành hương tôn kính mẹ tại đài Đức Mẹ Tân Hiệp với quyết tâm thực hiện lệnh truyền Fatima để xin ơn hòa bình cho cá nhân, cho gia đình, cho cộng đoàn và cho thế giới. Thứ bảy cuối tháng Hoa và tháng Mân Côi, chúng ta tôn kính Đức Mẹ núi Trầu thuộc giáo xứ Hòa Giang, giáo hạt Hà Tiên. Trong dịp này, tại vùng đất có những bước chân truyền giáo đầu tiên từ năm 1735, giáo phận dâng công cuộc truyền giáo của giáo phận cho mẹ Maria. Những cuộc hành hương tôn kính mẹ Maria trong giáo phận cũng như các cuộc hành hương của cá nhân và tập thể đến các điểm hành hương ngoài giáo phận như tại La Vang thuộc Tổng giáo phận Huế, tại Tà Pao thuộc giáo phận Phan Thiết, tại Núi Cúi thuộc giáo phận Xuân Lộc, tại Bãi Dâu thuộc giáo phận Bà Rịa, tại Trung tâm hành hương Fatima thuộc giáo phận Vĩnh Long, v.v. đều là cơ hội để con cái của mẹ ý thức mẹ đang hiệp hành với tình mẫu tử dành cho chúng ta, và đồng thời học hỏi mẹ tinh thần hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ của mẹ cho cuộc hành hương đức tin của đời ta. Với những ý tưởng trên đây, giáo phận Long Xuyên chiêm ngưỡng tinh thần hiệp hành của mẹ và noi gương mẹ sống hiệp hành trong giáo phận. Cụ thể, trong tháng Hoa, giáo phận chiêm ngưỡng và noi gương mẹ với những sinh hoạt cụ thể rút ra từ các mầu nhiệm Mân Côi mùa vui. Thứ nhất, thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Với bốn cấu truyền tin, chúng ta noi gương mẹ Maria đón nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời mình. Trung thành với việc tham dự thánh lễ và rước lễ, năng tham dự chầu thánh thể và nhận phép lành thánh thể, là cách thế chúng ta noi gương mẹ Maria, ý thức chúng ta trở thành nhà tạm của Chúa Giêsu thánh thể để Ngài hiệp hành với ta, và cùng Ngài chúng ta sẵn sàng hiệp hành với anh chị em mình. Thứ hai, Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Với biến cố Đức Mẹ mang Chúa Giêsu đến với gia đình bà Isave tuổi già và đang mang thai, chúng ta chiêm ngưỡng và noi gương mẹ Maria hiệp hành với những anh chị em đồng loại đang gặp khó khăn, đặc biệt là những thành viên trong gia đình như ông bà, cha mẹ già yếu bệnh tật, để mang Chúa Kitô đến với họ và phục vụ họ. Từ Chúa Nhật Phục Sinh, giáo phận đã cử hành thánh lễ trực tuyến cho các cụ ông cụ bà và những bệnh nhân không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Ước mong các linh mục trong giáo phận dâng lễ tại gia cho các bệnh nhân yếu liệt lâu năm như được quy định trong kim chỉ nam linh mục giáo phận Long Xuyên. Thứ ba, Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Với mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta chiêm ngưỡng mẹ Maria tiếp đón các mục đồng và các nhà đạo sĩ đông phương với lòng hiếu khách và giới thiệu Chúa Giêsu cho họ. Noi gương mẹ, chúng ta cũng mở rộng cửa nhà và con tim để đón tiếp anh chị em, gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Ước mong khung cảnh nhà xứ, đặc biệt là ngày Chúa Nhật và lễ trọng, là nơi mọi người trong giáo xứ gặp nhau với lòng hiếu khách để thăm hỏi,
chia sẻ và hiệp hành với nhau trong hành trình cuộc đời và cuộc hành trình đức tin. Thứ tư, Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Với biến cố dâng Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ Maria hiệp hành với cộng đoàn trong các nghi thức và sinh hoạt tôn giáo. Chúng ta cũng noi gương Mẹ Maria sống hiệp hành với cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, giáo khu, đặc biệt là trong các sinh hoạt đoàn thể, đoàn hội công giáo tiến hành dưới sự hướng dẫn của các linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân. Đây là cơ hội để hiệp hành với anh chị em trên con đường nên thánh. Trong tháng hoa, tham dự các buổi dâng hoa tôn kính mẹ là cơ hội để chúng ta cùng anh chị em dâng đời mình cho mẹ, để mẹ dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thứ năm, Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Với biến cố Chúa Giêsu theo Đức Mẹ về Nazareth cùng với Thánh Giuse, hình thành gia đình của Thiên Chúa tại quê nghèo Nazareth. Chúng ta noi gương Mẹ Maria biến gia đình mình thành một hội thánh tại gia, sống yêu thương nhau, phục vụ nhau, xây dựng thành gia đình của Thiên Chúa. Giờ kinh gia đình vào ban tối, cụ thể là hiệp thông với giờ kinh gia đình trực tuyến từ tòa giám mục, là một cách thế để gia đình của chúng ta đang trở thành một hội thánh tại gia, có Chúa hiện diện và có mẹ hiệp hành. Anh chị em thân mến, chúng ta phó thác giáo phận cho tình mẫu tử của Mẹ Maria. Xin dâng lên Chúa qua Mẹ Maria mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận như một vườn hoa muôn màu muôn vẻ. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi giáo phận với sự hiệp hành của Mẹ Maria trở thành một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ.